Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với chương trình du lịch đỉnh du xuân đền hùng 2023 của PGTech. Xin chào quý vị và các bạn. Công ty PGTech thường có những chuyến du xuân đầu năm tại các khu du lịch tâm linh như đền chùa, và năm nay chúng tôi chọn đền Hùng tại thành phố Việt Trì, Phú Thọ là nơi để cho mọi người trong công ty đến du xuân và ngắm cảnh. Chuyến đi bắt đầu vào lúc 6:30 sáng. Anh chị em có mặt đúng giờ để lên xe. Mỗi người đều đã phân công công việc riêng. Người thì chuẩn bị đồ ăn sáng, đồ ăn nhẹ. Người thì đến sớm để đón xe. Sau 2 tiếng đồng hồ di chuyển thì chúng tôi có mặt tại chân đền. Thời tiết hôm nay khá là ủng hộ chúng tôi. Trời đã bắt đầu hừng nắng khi mà trước đó đã có mưa kéo dài hàng tuần trời. Hơi tâm niệm một chút thì người xưa có câu đầu xuôi đuôi lọt. Thời tiết đẹp thế này thì báo hiệu cho một chuyến đi khá là thuận lợi, cũng như là một năm làm ăn suôn sẻ sắp tới của PGTech. Đền vào những ngày đầu xuân năm mới thì cũng khá là đông, từ nhân viên nội tỉnh đến các tập thể, xí nghiệp khắp nơi đổ về. Ai cũng mang tâm thế là nhớ về cội nguồn, chúng tôi cũng vậy. Các anh chị em rất hào hứng, phấn khởi khi mà đã được đặt chân lên mảnh đất thiêng liêng của tổ tiên, vua Hùng. Đường từ chân đền vào đến cổng cũng không gần chút nào, nhưng cũng rất dễ đi. Bậc thang rất rộng mà thoải mái, cứ khoảng vài bậc thì lại có một chiếu nghỉ, nên là sẽ không bị mệt. Vì là đồi nên hai bên đều có các cây xanh lớn, làm cho con đường trở nên thanh mát hơn. Bên cạnh đấy còn có các gian hàng nhỏ bày bán những đồ lưu niệm. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với chương trình du lịch đỉnh du xuân đền Hùng 2023 của PGTech. Mình chạy thoải mái, mình chạy nhảy thoải mái. Phóng viên Quang Tùng, phóng viên là chủ tịch hình PGTech tại đền Hùng. Xin chào mọi người, cập nhật tình hình. Hiện tại tôi đang trên đường đi lên đền Hạ. Bậc ở đây khá là dễ đi mọi người, không như khó như tôi tưởng. Quý vị có thấy khung cảnh này quen không ạ? Đây là cổng đền vua Hùng, nơi chúng ta được thấy ở trên TV hay sách báo rất là nhiều. Ở đây thì đã có sẵn một vài đơn vị đã thay nhau chụp ảnh, chọn những góc đẹp nhất để chụp ảnh nữa. Đây, mọi người đang sử dụng khả năng quan sát hay là thẩm mỹ của mình để chọn cho công ty một góc chụp đẹp nhất. Để thợ chọn gói. Đây đẹp rồi. Chỗ này đẹp ấy. Chỗ này đang chói mắt này nhưng mà đẹp. Chói mắt mới đẹp. Chói mắt nhưng mà đẹp đấy. Đây chú đây. Đội vào trong khỏi lắng. Đứng cái thằng này, tôi đứng ra nghe, chúng ta lấy cái cổng này. Đây điện thoại đây. Để có một bức ảnh đẹp thì cũng khá là mất thời gian đấy. Từ sắp xếp rồi chọn góc, xung quanh khá là đông nên mọi người cũng tranh thủ. Đội hình sắp xếp để chụp ảnh cũng chưa được đều lắm, nhưng mà không sao, cứ tươi và không bị khuất mặt là được rồi. Trời bắt đầu đã nắng to hơn rồi đấy. Chúng tôi phải nhờ anh lái xe chụp để cho một bức ảnh có đầy đủ thành viên của công ty. Bây giờ chúng tôi bắt đầu vào trong đền. Đền Hùng thì có 3 khuôn viên chính là đền Hạ, đền Trung và đền Thượng, lần lượt ở những vị trí từ thấp đến cao. Đẹp không? Đẹp không? Chị Ngọc phát biểu cảm nghĩ đi đền Hạ. Thời tiết quá là đẹp luôn, có thích hợp để đi du xuân, rèn luyện sức khỏe.
quá tuyệt vời. 10 điểm. Anh Thành. Phóng viên Đỗ Thành, phòng truyền hình PTech thường trú tại Bảo tàng Đền Hùng. Mọi người cứ nghĩ mỗi một năm sau hai lần đón xuân về đấy. Nô nức mọi người kéo nhau đến Đền Hùng để xin cầu may, cầu mọi thứ, cầu bình an, cầu toàn thể luôn luôn mạnh khỏe, thành công trong cuộc sống. Qua cổng này là chúng ta sẽ vào đền hạ. Đường vào đền khá là thoải, bằng phẳng. Bên cạnh thì có những cây xanh rất là lâu năm rồi, cao vút, nên là không khí rất là trong lành. Khác xa với không khí ngột ngạt chen chúc ở Hà Nội, rất là nhiều cây xanh, rất thoáng và mát. Công ty chúng tôi là đi du xuân vãn cảnh và cầu may, nên là sẽ không cần hướng dẫn viên. Mọi người đều muốn tự tìm hiểu, trải nghiệm. Đây, đây là ngày xưa anh nhớ anh được đi đường này, hồi bảy tí á. Đây này thôi, đây là không phải tưởng cái bia cái gì. Mỏi tay thế. Hơi mỏi tay ạ, phóng viên. Tường thuật đây, đây. Đây là trên đường vào đền hạ. Đường đây khá là thoáng, đẹp. Thời tiết hôm nay khá là ủng hộ chúng tôi. Rất là nhiều cây ở hệ thống HVAC tự nhiên. Đang quay. Đang quay. Cơm nguội rồi. À, phóng viên tuyển cao. Xin chào tất cả các bạn. Mày đâu rồi bạn ạ? Xin chào các bạn, tôi mệt lắm rồi. Mệt lắm. Xin chào các bạn, tôi chưa mệt. Tôi mệt. Sẽ đi tiếp. Đâu? Tham Giang. Tham Giang. Thế sao mà bảo leo gần lắm à? Anh cảm ơn anh lừa. Đấy, chưa leo anh, bậc thang mới leo này. Bây giờ mới leo. Bây giờ mới leo kia chỉ đi thôi. Nãy giờ là hết đoạn đường thoải. Bây giờ bắt đầu leo bậc thang này. Bây giờ mới thực sự là leo đây. Bổ quả sẻ. Đây là thành viên bé nhất và đáng yêu nhất trong đoàn chúng tôi. Ghế đá giả gỗ. À, ghế gỗ giả đá. Ghế gỗ giả bê tông. Gỗ giả bê tông. Ghế gỗ giả bê tông rồi chứ. Như các bạn thấy thì xung quanh này. Như các bạn thấy xung quanh này là hệ thống HVAC. HVAC tự nhiên. Này nhá. Mỗi chú một đoạn nhá cho anh nhá. Đây. Đấy bây giờ chú vượn gì? Bế. Em cầm cái này được, em cầm cái này được. Xe 10 khó, xe mua 5 hết mẹ. Bên đội trưởng. Hả? Phát biểu cảm nghĩ. Dòng người cứ nối tiếp nhau lên đền. Ở đây thì còn vài bậc nữa là lên đến đền hạ rồi. Mọi người cũng đang nghỉ và đợi nhau để cùng nhau vào đền. Kia là cổng của đền hạ, khá là đông mọi người ạ. Đi vào những ngày du xuân đầu năm như thế này thì không thể tránh được khỏi việc đông đúc.
qua đây để cầm quay phim chụp ảnh à? Trong cầm trong nhà thế thôi, ngoài này nó vẫn không quay. Ở đây mọi người đang sắp mâm lễ nhỏ vào đền. Thành Tâm xin vua Hùng phù hộ cho toàn thể thành viên trong Vitech nhiều may mắn, sức khỏe cũng như công việc thuận lợi. Những người khác cũng tranh thủ ghi công đức cho đền. Mâm lễ được chuẩn bị xong và được dâng vào bên trong đền. Trong lúc đợi hạ lễ thì mọi người đã tranh thủ lạp lại năng lượng để chuẩn bị nhào tiếp lên đền trung và đền thượng. Người thì ai cũng mệt nhưng mà vui. Đây là một gian hàng nhỏ bán đồ lưu niệm rất đa dạng các loại. Hey, xin chào. Xin chào Việt Nam. Hello, tôi đến từ Korea. Người Hàn Quốc nói tiếng Việt. Sao nó cứ ngoái ngửa lên ấy? À, cả đấy chứ. Ngồi nghỉ được 15 phút thì mọi người lại tiếp tục di chuyển lên đến đền trung. Đường lên đền trung thì ở ngay phía sau của đền hạ. Từ đền hạ lên đền trung cũng không là quá xa đâu nhá. Ba đền hạ, trung, thượng thì nối tiếp nhau. Đi xong đền trung thì cũng lại đến đền thượng. Các đền cũng cách nhau không quá xa. Bậc thang khá là đẹp nên rất là dễ đi. Có biển chỉ dẫn rõ ràng nên là mọi người không sợ bị lạc đâu nhé. Mọi người trong công ty lại tiếp tục đi sắp mâm lễ để dâng vào đền. Việc sắp mâm lễ rất là quan trọng, cần phải thành tâm và cẩn thận. Thank you.
Lục chơi game à? Chúng tôi lại tiếp tục di chuyển lên đến đền thượng vì giờ cũng là gần đến trưa rồi. Cuối cùng thì cũng lên đến đền thượng, chúng tôi lại tiếp tục sắp nễ, mỗi đền một mâm nễ. Mặc dù đền đã được tu sửa rất là nhiều, nhưng vẫn giữ được nét cổ kính, trang nghiêm, oai hùng của các vị vua, các tổ tiên chúng ta. Các đền thì rất có rất nhiều cây cổ thụ to, nhiều bóng râm, bóng mát nên mọi người có thể nghỉ ngơi, vãn cảnh rất là thư thái. Giờ cũng đã đến trưa nên là mọi người cũng đã thấm mệt rồi, ai cũng đang cần bổ sung năng lượng. Hai anh cảm thấy thế nào sau chuyến đi này? Sau chuyến đi này có thể giảm hơn 1 đến 2 cân. Anh còn nói được hả em? Tôi phải giảm đến 1 đến 2 cân. Vâng, cảm ơn anh ạ. Đây là một chạy một chia sẻ rất là hữu ích. Tao đi Sơn La về tao phải giảm được 3 cân. Bây giờ đây là số. Chào anh. Anh hãy phát biểu chạy chuyến thôi. Cảm nhận khi chuyến đi này. Chuyến đi này thực sự rất là mệt và rất là vui. Còn gì đâu. Thế thôi. Đây là một cảm nhận khá là bình quân của mọi người. Cuối cùng thì mọi người cũng chụp vài tấm ảnh ở trên đền thượng làm kỷ niệm, rồi xuống dưới chân đền để dùng bữa trưa, sau đó quay trở lại thủ đô. Đây là chuyến du xuân, vãn cảnh rất ý nghĩa và thú vị. Chắc chắn rằng sau chuyến đi này, mọi người có thêm những trải nghiệm, có thêm những niềm vui và thêm những kỷ niệm. Mong rằng VTech sẽ có thêm nhiều hoạt động hơn nữa, nhiều chuyến đi hơn nữa. Điều đó làm cho các thành viên của mình trở nên đoàn kết hơn, gắn bó hơn và nhiều năng lượng hơn. Đền Hùng Phú Thọ rất đẹp, chắc chắn rằng VTech sẽ quay trở lại vào dịp gần nhất. Còn bây giờ thì tạm biệt Phú Thọ và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những series video du lịch của team VTech sắp tới nhé.